Ngày 1 tháng 6, Ban chỉ đạo hè thành phố Bến Tre tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em kỷ niệm ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 và khai mạc hè năm 2024. Năm nay, Ban chỉ đạo hè thành phố Bến Tre chọn xã Mỹ Thành An làm điểm để phát động tháng hành động vì trẻ em, ngày quốc tế thiếu nhi và hoạt động hè với chủ đề Hành động thiết thực ưu tiên nguồn lực cho trẻ em. Thành phố tiếp tục tổ chức các hoạt động tạo cho các em một mùa hè an toàn với nhiều nội dung bổ ích và tận hưởng điều tốt đẹp đến từ gia đình, cộng đồng và xã hội. Đặc biệt ngoài sự quan tâm, đầu tư của nhà nước, thành phố còn vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo để không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau. Để thắng hành động vì trẻ em đạt kết quả thiết thực, ông Nguyễn Văn Thương, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân, trưởng Ban chỉ đạo hè thành phố Bến Tre chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cá nhân với vai trò trách nhiệm của mình tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao ý thức và trách nhiệm trong việc giải quyết các vấn đề về trẻ em quy động mọi nguồn lực chung tay xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ riêng các em học sinh tích cực tham gia các hoạt động hè nhằm trang bị cho mình những kiến thức phòng chống tai nạn thương tích phòng ngừa giảm thiểu các nguy cơ xâm hại trẻ em để các em có mùa hè thực sự bổ ích an toàn và lành mạnh Dịp này, Ban chỉ đạo hè thành phố đã vận động các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm trao 42 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.